Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay chúng ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Tỵ sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 4 âm lịch? Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tỵ trong tháng, thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tỵ. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 4, tức ngày 15 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Ất Tỵ sinh năm 1965 và Đinh Tỵ sinh năm 1977. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 4, tức ngày 27 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Tân Tỵ sinh năm 2001 và Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 4, từ ngày 8 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Tân Tỵ sinh năm 2001 và Quý Tỵ sinh năm 1953. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang bên mình vật phẩm sẽ hỗ trợ sức khỏe cho gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 4, tức ngày 24 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 4, tức ngày 5 tháng 6 dương lịch,
có nạp sát là sát thân, có nạp âm là tùy trung thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ theo số hotline của chương trình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Giang Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Tỵ trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tử vi tháng tư âm lịch của tuổi Tỵ cho thấy rằng sự nghiệp của bản mệnh vẫn chưa có được sự khởi sắc. Tháng này, có thể bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Thời gian này, nếu bản mệnh càng cố làm những công to, việc lớn, càng dễ hỏng việc. Do đó, bản mệnh nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng, còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Đây cũng là thời gian lý tưởng để bạn học tập và phát triển tư duy ở mức độ cao hơn. Ngoài ra, có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời mời tham gia hoạt động mang ý nghĩa, vun đắp tinh thần vào nửa cuối tháng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tình hình tài chính của những người tuổi Tỵ vẫn bình lặng, chưa có sự đột phá trong tháng này. Đều do bản mệnh còn đang chần chừ, do dự trước các cơ hội nên còn bỏ lỡ thời cơ làm ăn kinh doanh. Người làm kinh doanh nói chung, công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư thêm nữa. Chắc chắn, bằng sự nỗ lực của mình, bản mệnh sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ cần bản mệnh đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn và phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình là như thế nào để phòng bị lừa gạt. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ trong tháng tư âm lịch không được thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh được một lần nhìn lại những gì bạn và người ấy đang trải qua, nhìn nhận thực tế các mối quan hệ ở xung quanh. Hơn nữa, bản mệnh là người cứng nhắc, không chủ động, cũng không chịu mở lòng. Vì vậy, nên dù có người tiếp cận cũng khó mà thành. Bản thân đang còn giữ quá nhiều tổn thương từ quá khứ. Phương diện tình cảm trong tháng này với quý gia chủ mà nói là rất tiêu cực. Nên mở lòng để đón nhận. Quá khứ cũng chỉ là để quên đi. Tương lai đang đón chờ ở phía trước. Với những người tuổi Tỵ đã có gia đình cũng không mấy êm ấm trong tháng này. Công việc bận rộn vô tình kéo bản mệnh ra xa gia đình. Hai bạn không có thời gian để quan tâm, chăm sóc nhau. Do đó, tình cảm cũng dần phai nhạt, cần chú ý. Thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Ngoài ra, trong tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Tỵ. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu làm mai. Người đã có người yêu lại dễ bị hiểu nhầm vì những quan hệ khác phái thân thiết, có nguy cơ làm sạn vỡ mối quan hệ đã có. Cho nên, bạn cần sự minh bạch trong các mối quan hệ. Để kích hoạt đào hoa,
người tuổi Tỵ hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Tỵ, Sậu, Sửu. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng để cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Những gia chủ tuổi Tỵ cần chú ý nhất trong tháng tư âm lịch chính là vấn đề sức khỏe. Sức khỏe của bản mệnh không được quá tốt, đặc biệt là dễ bị thương tích trên người. Khi làm việc, bản mệnh không nên làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Bản mệnh căng thẳng, mệt mỏi khi khối lượng công việc khá lớn. Dù đã cố gắng để giữ được bình tĩnh, nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mỏi mệt vì bận rộn đến không có thời gian để thở. Cho nên, trong thời gian này, bản mệnh nên tích cực đọc sách, chăm lo các thú vui tao nhã để đem lại cho đời sống tinh thần những cảm xúc tích cực. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng tư âm lịch để các bạn có cái nhìn rõ và chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất là Ất Tỵ sinh năm 1965. Vận trình của những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng tư âm lịch không có gì đáng lo. Tuy nhiên, mối quan hệ xã hội lại không được như ý, sẽ vướng phải thị phi. Tốt nhất, bản mệnh nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít, làm nhiều. Trong việc đối nhân xử thế, nên linh hoạt, tránh kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi lại theo dệt những tin đồn vô căn cứ. Bên cạnh đó, khuyên gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình kim bài thái tuế để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ hai, Đinh Tỵ sinh năm 1977. Bước sang tháng tư âm lịch, những người tuổi Đinh Tỵ có số đào hoa, đặc biệt là với người đã kết hôn có thể sẽ khiến cuộc hôn nhân gặp nhiều mâu thuẫn. Cho nên bản mệnh cần cẩn trọng với các mối quan hệ. Trong thời điểm này, bản mệnh cũng cần phải đặc biệt cẩn trọng bởi đây là năm đại hung, vận khí cực kỳ kém. Ngoài ra, kênh phong thủy Gia Cát khuyên bản mệnh nên cân nhắc kỹ trước những quyết định thay đổi công việc, chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Để chuyện tình duyên được thuận lợi, hòa hợp vợ chồng, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận đã được khai quang, chỉ chú, đem lại may mắn. Thứ ba là Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Những người tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2021 có vận trình nửa đầu năm khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì bản mệnh nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình. Đồng thời, nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Tuy nhiên, tài vận của bản mệnh trong tháng này lại có phần sa sút, sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được mục tiêu. Công việc không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, sẽ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh, tài chính xuất hiện như biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chính bản thân. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí còn có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả. Thứ tư, tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Tháng tư âm lịch đối với Tân Tỵ là tháng học, là tháng xây, chưa phải tháng hưởng, chưa phải tháng tự thành hoa, kết thành quả. Khó khăn sẽ có, mỏi mệt sẽ tới, nhưng chỉ cần tuổi Tân Tỵ bền tâm vững chí để cho đất trời mài mòn những khuyết điểm của bản thân, sắc bén những điểm mạnh mà mình sẵn có. Ngoài ra, trên phương diện tình cảm,
những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vẫn đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp để với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong một lúc. Để thành công và may mắn hơn trên con đường học hành, công danh sự nghiệp, thì các gia chủ tuổi Tân Tỵ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 4 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Tỵ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.